Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2. Chương trình này tôi làm vào tối thứ Bảy, ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024, để thay thế cho băng sáng sớm ngày Chủ nhật, ngày 5 tháng 5 năm 2024. Bước vào ngày 5 tháng 5 năm 2024, ở bên Mỹ, nhất là ở dưới Nam Mỹ Latin, họ mừng lễ Cinco de Mayo. Thì tôi cũng xin chúc mừng cho những người Thiên Chúa giáo, nhất là sinh sống ở Nam Mỹ, một Cinco de Mayo rất vui vẻ, hạnh phúc. Hôm nay tôi xin phép quý khán thính giả nói về một tên mọi. Trước giờ tôi không bao giờ dùng ngôn từ này, vì dùng ngôn từ này nhiều khi rất là động chạm với những anh em sắc tộc ở trong đất nước. Nhưng mà đó, kỳ này tôi dùng danh từ tên mọi chỉ cho tên này thôi. Vì người Tày á, là người rất là anh dũng, rất thông minh, nên tôi rất tôn trọng người Tày. Nhưng á, riêng tên này thì chính phe của họ, chính phe của những người ủng hộ tên này trước đây và đã có bất đồng vì ăn chia không đều, đã gọi tên này là tên mọi, mọi sang khám, lưu manh chính trị. Thì hôm nay tôi xin phép dùng cái ngôn từ đó là mọi sang khấm lưu manh chính trị. Tại sao tôi gọi là mọi sang khấm lưu manh chính trị? Là tại vì chiều tối hôm qua, hắn lên chương trình phét lác lắm. Thách thức tôi chứ không phải là tôi thách thức hắn. Là nếu mà đó tôi công khai mời hắn vào thành phố Hồ Chí Minh cho địa chỉ, thì hắn sẽ vào. Và hắn còn đặt điều kiện với tôi, đó là trước khi mà diện đối diện tranh luận với tôi, thì hắn vào công an nơi tôi sinh sống, đó là phường Phú Hữu, để rồi nói tại sao như thế này thì thế nọ, rồi nói rằng đó thì bây giờ tranh luận. Đây là nguyên văn lời hắn nói nhé. Thế còn bây giờ tao tranh luận với mày bằng cách nào? Mày mời tao đến tận nhà đi. Vào Hồ Chí Minh cũng được, hoặc hoặc tao mời mày ra đây. Xong nếu mà cần thiết thì mời thêm những người đến ngồi đối luận 5 phút, 5 phút, không cần lên mạng. Mày dám làm cái chuyện này không? Hay mời tao với địa chỉ về Hồ Chí Minh. Mày mời tao chính thức thì tao vào ngay. Chúng ta không thích cãi nhau về trên mạng. Trước khi vào gặp mày, tao báo tao với lại cái chính quyền địa phương mà mày đang ngủ tại. Cái trường hợp này nó là như thế này này. Tôi phản bác những cái quan điểm sai trái của nó như thế này này. Nó bảo tôi là thằng lưu manh chính trị như thế này này. Và nó khi khích bác tôi đến tranh luận với nó, tôi đến ngay. Tôi người thật việc thật, có cái gì đâu mà phải ngại. Đó là nguyên văn lời hắn nói. Vậy thì hắn thách thức tôi, và hắn có đặt điều kiện, thì điều kiện đó rất rõ ràng là hắn sẵn sàng vào công an nơi tôi sinh sống, đó là phường Phú Hữu, để tố cáo. Thì tôi đã đồng ý. Tôi nhận lời thách thức của hắn chứ không phải là tôi thách thức hắn nhé, hai cái nó khác nhau. Tôi chốt kèo lời thách thức của hắn và tôi rất rộng rãi chi cho hắn 5 triệu tiền vé máy bay và 5 triệu tiền ăn uống khách sạn là 10 triệu. Đó là sự rộng rãi của tôi. Và tôi còn rộng rãi hơn nữa, cho hắn mời những người mà hắn tôn kính như là Nguyễn Tuấn Anh, nguyên trưởng ban tuyên giáo Trung ương Mặt trận Tổ quốc, và tôi cũng chi cho Nguyễn Tuấn Anh 5 triệu tiền vé máy bay và 5 triệu tiền ăn uống. Và tôi cũng sẵn sàng để cho hắn mời cháu Huỳnh ở Đà Nẵng, một người lúc nào cũng cho rằng là Hoàng Duy Hèn đó, để mà đi cố vấn, vì cho rằng là sang kham không có đủ trình độ, không có đủ tầm nên nó sẵn sàng. Thì tôi mời luôn cháu Huỳnh đó, đi với sang kham, tôi chi cho 10 triệu, tức là 5 triệu tiền vé máy bay và 5 triệu tiền ăn uống. Và nếu sang kham cảm thấy rằng là mình chưa đủ tự tin thì tha hồ mời ai cũng được hết. Mời Phạm Thị Ngà, Sông Hồng, Hà Nội. Mời Trần Siêu.
mời Minh Tiến Thăng Long, mời Én Bạc Quyền Khất, mời Lê Thái Ăn Chơi Chờ Chết, mời Quan Phố Cổ, mời cô Bích gì đó mà họ gọi là Bích Đú đó, mời 34 Phản Biện vân vân, mời hết tất cả đi, mời luôn cả Trần Biến Ái, tôi đâu có ngại, tôi đã nói rồi tôi không có ngại. Rồi vô trong Nam này thì cứ việc mời những người đến tham dự như là người trong cục đó, tức là Phạm Đình Hợp á, rồi lấy nick giả là Nghĩa Trung Phàm á, rồi mời luôn cả Bình Phương đi, mời luôn cả cái tên mặt sắt Trần Bằng đi, mời luôn cả con trồn hôi Trần Đạt đi, tăng cường thêm Dương Béo ở Hà Nội nữa đi, mời tất cả những ai chống đối tôi đi, tôi đâu có ngại. Thế mình là người ở trong nước, là đảng viên mà đã thách thức người ta nhận lời người ta rộng rãi như thế, đâu có đặt thêm điều kiện gì đâu. Thì xin lỗi quý khán giả, đúng là cái tên mọi võ mồm sợ vãi ra quần, vãi ra quần, bắt đầu tìm cái chuồng, nhưng mà chuồng bằng cách giả vờ cái này cái nọ lên trên kênh của người khác, đó là Trần Biến Ái đó, đồng minh của cái tên mọi này đó, để mà nói một cách trại đi là sẽ nhận kèo, sẽ nhận kèo, nhưng mà phải có điều kiện, điều kiện phải thảo đơn gửi đến công an trước vì chưa chuẩn bị, rồi điều kiện này điều kiện đó. Ủa sao lúc hôm qua mà nói chuyện không nói cái vấn đề mà thảo đơn đi, tôi sẽ vào trong thành phố Hồ Chí Minh nhưng trước đó là tôi sẽ phải thảo đơn và tôi có một số điều kiện với Hoàng Duy Hùng đi. Thế bây giờ người ta rộng rãi, người ta chấp nhận kèo của mình thì bây giờ lại lật lọng. Xin lỗi Sang Kham nha, người Mỹ gọi đó là you shit on your altar, tức là ông y lên trên bàn thờ tổ tiên của ông đó. Người Mỹ họ nói như vậy đó. Cách nói của ông là cách y lên trên bàn thờ tổ tiên của ông, làm nhục gia tiên của ông. Ông đang làm nhục người em của ông là chủ tịch của tỉnh Cao Bằng đó. Nhục vô cùng. Mình nói một đường, mình là đảng viên, bây giờ mình lật lọng, mình đặt điều kiện đủ thứ đủ trò, tìm cách bỏ chạy, nhục lắm. Đó là tự y lên trên bàn thờ gia tiên của mình. Đây là lời nói của Sang Kham lên trên kênh của Biên Hải á. Và cái vấn đề cơ bản tức là tôi chưa chuẩn bị được một cái tờ đơn, tức là tôi nhận kèo cái này, tôi không nhận kèo bằng mồm, tôi nhận kèo cái này, tôi nhận kèo bằng văn bản đúng như tinh thần của ông Biên Hải. Nên tối nay tôi phải thảo một cái văn bản, tức là một cái công văn gấp gửi đi cho thằng Hoàng Duy Hùng và coi như là công an phường nơi sở tại của nó đang đăng ký cư trú, để mà tôi trình bày cái quan điểm của tôi. Đó là lời nói của Sang Kham lên trên kênh của Biên Hải đó. Và lời nói đó thì theo những người Mỹ họ nói, đó là ngồi tự y lên trên bàn thờ gia tiên của mình. Với tính cách như thế không xứng đáng để tôi ngó con mắt nữa cơ. Xin lỗi kiểu này tôi đi y á, thì tôi còn có thể ngó xuống cái cục phân của tôi, chứ tôi không thèm nói cái tên này nữa. Vì tên này như thế đã tự y lên trên bàn thờ tổ tiên rồi thì không còn do nói gì nữa hết. Nó là con người làm nhục gia tiên, sẵn sàng bán rẻ lương tâm vì vài đồng tiền bạc cắt, đi làm việc tân núp lum vì không dám đối chất với tôi. Thì tôi đã nói rằng là tự nhận mình là việc tân núp lum, rất vô văn hóa. Tên này là tên Việt Tân núp luôn rồi, cả cái đồng bọn đó. Nên bây giờ còn gì để nói nữa. Thách thức người ta, người ta nhận kèo thì ăn nói lật lọng, lương lẹo. Trong 36 kế thì bỏ trốn là tốt rồi, nhưng mà đó là bỏ trốn một cách hèn hạ, nhục nhã, tự y lên trên bàn thờ gia tiên của mình. Thật là nhục vô cùng. Thôi Sang Kham ơi, Hoàng Duy Hùng không thèm để ý nữa. Từ đây về sau Mi muốn làm gì Mi làm. Nhục lắm rồi. Có ai bao giờ mà thách thức người ta, người ta nhận lời rồi bây giờ bảo là tôi phải thảo đơn. Thế Hoàng Duy Hùng nói bao nhiêu năm nay rồi, 4 năm rồi.
Những người mà tố cáo Hoàng Duy Hùng cái này cái nọ đó thì cứ việc viết đơn gửi cho Bộ Công an. Chứ đâu phải bây giờ mới nói, sao không chuẩn bị bao nhiêu năm nay rồi bây giờ mới chuẩn bị? Gửi cho các cơ quan chức năng đi. Còn không là thứ nhất đồng lõa, hai là vu khống người ta. Bây giờ đã thách thức người ta rồi, người ta nhận lời, bây giờ phải tôi lo tôi thảo gửi cho công an nơi Hoàng Duy Hùng sinh sống là cái quái gì? Đó không phải là con người mà đó là súc sinh nhé. Là tự y lên trên bàn thờ gia tiên mình nhé. Nhục lắm sang kham. Khi mà nói đến mi như thế này á, muốn ói quá. Tởm lợm. Sống không có xứng đáng là con người nữa, chứ đừng có nói là đảng viên. Tởm vô cùng. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.